Sự thật không ngờ, dân mạng liên tục chia sẻ hình ảnh của người đàn ông nghi vấn là nam chính trong đoạn video thân mật kia. Được biết, tài khoản Facebook của người này có tên NHT đã có gia đình và vợ con đề huề. Điều đáng nói, người đàn ông này đã có vợ con và thường xuyên cập nhật những trạng thái yêu gia đình và con cái trên Facebook của mình. Nhìn qua, ai cũng tưởng nam chính là một người chồng hết mực yêu thương vợ con, lại giỏi giang kiếm tiền bên ngoài xã hội. Đấy. Chán nhỉ. Đời không biết thế nào một lần. Nhìn thì rõ là thư sinh phong độ, đúng không? Và vừa rồi quý vị và các bạn cũng đã được xem qua gọi là mấy giây nói về gọi là nhân vật chính trong clip full 8 phút của Vũ Thị Anh Thư. Đấy. Mấy giây thì không thể nói lên được tất cả. Thì hôm nay Tây Jumbo sẽ nói cho anh em biết thêm cái nhân vật chính này là ai. Tây Jumbo đã tò mò được thêm được và đã tìm được cái trang cá nhân Facebook của nhân vật này. Đấy. Bởi vì cái cư dân mạng mà người ta thấy cái gì nổi người ta tò mò lắm, người ta để ý lắm. Yeah. Tên Facebook cá nhân của nhân vật này là NHT. Đấy, mình không tiện nói tên. Nhưng mà cái gương mặt thì mình cũng đã để ở ngoài hình ảnh đại diện rồi đấy. Mọi người nhìn thì biết đấy. Trông đến nỗi nào đúng không? Nhưng mà hiện tại là bây giờ là cái tài khoản Facebook này là đang được cộng đồng mạng tìm rất chi là nhiều. Cho nên là anh ta là tránh không muốn phiền phức. Anh ta đã khóa, tạm thời khóa cái tài khoản Facebook này đi. Để cho cộng đồng mạng đỡ phải vào tìm nhiều và bình luận, có những cái bình luận không hay. Đấy, như vậy là Tây Jumbo được biết là nhân vật này là tên là NHT, đã có vợ và có con. Đấy, có vợ có con và là một gọi là đại gia nhá. Nhưng mà nói chung là đại gia thì không nói, nhưng mà con của đại gia nhá. Con của đại gia. Đấy. Tức là bố giàu thì con được hưởng chứ không phải là ấy. Thường xuyên được chụp những cái hình ảnh gọi là cực kỳ là chất trên những con siêu xe của mình và những hình ảnh đi du lịch, đi ăn uống, đi bar, đi sạp rất chi là nhiều. Đó, như vậy là thể hiện là dân chơi này là khá là dân chơi nhá, biết là ăn chơi đấy. Đấy. Thì nó phải như nào đúng không? Nó phải như nào thì một người đẹp như là Vũ Thị Anh Thư thì người ta mới phải tìm đến và nhắm đến đúng không? Mặc dù người đàn ông này nhá, chỉ trong vòng 1 phút thôi anh em ạ. 1 phút là ra. Mình nói thế anh em hiểu đúng không? Clip full nó dài tận 8 phút cơ. Đấy, full dài 8 phút. Nhưng mà cái thời gian này nọ thì nó mất 7 phút rồi. Còn 1 phút thì anh đã đưa vào mấy gái là ra. Đấy, nói thẳng thế, nói thế là anh em là hiểu đúng không? Thì nếu mà cương vị như mình ấy, mình trong cái trường hợp đấy, trong mình là người đàn ông trong cái trường hợp này đấy thì nói anh em thông cảm nhé. Nửa tiếng ấy đấy, và nửa tiếng để cho nó, hiểu không? Nói thế là anh em hiểu. Như vậy là người đàn ông này trông thì thế thôi, đẹp trai, phong độ, nhà giàu, trông có khí chất ăn chơi, nhưng mà lại khổ gái cái này, sinh lý yếu, hiểu không? Sinh lý yếu cho nên là không đủ đáp ứng cho cô gái, là rất chỉ đẹp, đẹp như tiên luôn. Cao 1m68, nặng 48kg. Một người nhân vật gọi là đang sắp nổi. Đấy. Đang sắp nổi trên cộng đồng mạng cũng là như VTV luôn. Bởi vì là cô ta là cũng đóng mấy cái bộ phim của VTV, như ví dụ như Về Nhà Đi Con và chiếu trong kênh Hải Bình Minh là Đại Gia Chân Đất trong những dịp Tết. Nhưng mà không phải là diễn viên chính, chỉ là diễn viên phụ thôi. Đấy. Nhưng mà nhìn nói thật ra đấy, nhiều người thì cũng có bình luận là con mình bảo là trông xinh đẹp thế này mà lại
đóng vai phụ phí nhỉ. Đấy, xinh đẹp thì xinh đẹp, tôi nói các bạn này, có cả có đẹp như tiên đúng không, có thể đẹp trong mắt các bạn nhưng mà trong mắt người này người ta không thấy đẹp. Cái nhất, cái hai là bạn đẹp về ngoại hình nhưng trong tâm bạn không đẹp đấy. Và cái thứ ba là quan trọng nhất vẫn là phải diễn xuất đấy. Đẹp đâu có phải là diễn xuất tốt đúng không, đẹp thì diễn xuất tốt thì người ta mới đưa vào chọn vào làm vai chính được nhá. Đẹp mà không biết diễn xuất ấy thì chỉ là người gọi là chân ong ve thôi, nói thẳng thế. Nhiều người rất chi là xấu, rất chi là trông nhìn bộ dạng nó không đẹp lắm đâu, nhưng mà người ta diễn xuất biểu cảm tốt thì đạo diễn người ta phải chọn diễn viên chính. Tại sao sự nghiệp bao nhiêu năm của anh Thư như thế mà lại không được lên diễn viên chính mà mãi mãi vẫn là diễn viên phụ? Chẳng qua là diễn không tốt, không đạt. Muốn nổi thì phải diễn tốt, tốt diễn đạt. Nhưng mà cô ta lại không như người khác, không diễn được cái trò này thì cô lại diễn cái trò khác. Các bạn hiểu không? Không diễn được cái trò này ở trong phim, cô ta dọn diễn trong clip nha. Các bạn nhìn trong clip trông có vẻ là điệu ngạ phết nhỉ. Sinh năm 1998, năm nay vào qua 23 tuổi mà trông có vẻ rất chi chuyên nghiệp nhá. Rất chi là chuyên nghiệp. Mà những cái vai diễn của cô ta là nó đẳng cấp hơn hẳn những cái vai diễn trong phim mà cô vẫn thường chiếu. Đấy, 98 mà diễn như thế là đẳng cấp đấy. Chắc là qua nhiều rồi. Đó. Bình thường nếu mà người va chạm lần đầu tiên thì không bao giờ như thế được. À, anh em, cả các bạn đi làm cái gì thế thôi, trăm hay không bằng tay quen. Bạn hay đến mấy nhưng mà không quen, không chuyên nghiệp thì nhìn nó cũng không đẳng cấp. Nhưng mà quen rồi ấy, thì cả bạn không hay nhưng nó thành hay hết. Người ta các cụ có câu trăm hay không bằng tay quen. Đấy, như thế là các anh em đủ biết là nó như nào. Còn người đàn ông kia thì rất chi là may mắn, tuy yếu cái nọ nhưng mà lại được cái kia, vừa được nổi mà lại vừa được sở hữu một cô đẻ bé là khá là đẹp, là đang nổi tiếng. Đáng lẽ anh em mọi người không ai biết là anh ta là tên là gì đâu, không ai biết anh ta tên là gì và ở đâu như nào. À, mình lại nói các bạn biết là anh ta là hiện tại đang sinh sống ở Hà Nội nhá, con của một đại gia kinh doanh bất động sản. Đấy, đang sinh sống ở ngoài Hà Nội. Đấy. Thì, nhưng mà lại bị sinh lý kém. Thì thường thường trò đời nó là thế mà, được cái nọ mất cái kia. Đấy, và chân dài thường thường hay đi cặp với cả đại gia, hiểu nhá. Hay đá cặp với đại gia, chân dài là phải là của đại gia, chân ngắn là của chúng ta, đúng không? Đấy, nhưng mà một người thì chuyên nghiệp, một người thì lại không chuyên nghiệp về cái vẫn lĩnh vực đấy. Có thể anh ta là có tiền, mỗi tuần anh ta thay một người, thay một cô, đâm ra là không cần thiết là phải. Đối với chúng ta thì cô ta này rất chỉ đẹp nhưng mà đối với anh ta này nó lại quá bình thường, đúng không? Đó. Mình nói thế là anh em hiểu đấy. Một lần nữa mình xin đính chính lại là người đàn ông trong clip của anh Thư đang rầm rộ mấy ngày hôm nay ấy thì là tên là NHT nhá. Quê quán Hà Nội. Đấy. Sinh năm 1988, hơn mình 1 tuổi ấy. Và con trai của một người đại gia kinh doanh bất động sản, sở hữu đang đang sở hữu rất chi nhiều siêu xe đấy. Facebook bây giờ là hiện tại bây giờ anh đang khóa, các bạn có muốn tìm là cũng hơi khó nhá. Chỉ lên YouTube tìm những cái thông tin gọi là nóng hổi, ví dụ như mình đang đưa ra cho các bạn đây này nhá. Đấy thì mình không nói nhiều nữa, thì hôm nay mình clip này mình chỉ nói đến đây. Nói đến đây để cho mọi người biết là trò đời nó là như thế, được cái nọ thì mất cái kia, đúng không? Nhà giàu đẹp trai nhưng lại yếu. Đó. Chân dài thì lại hay cặp với đại gia, đúng không? Chân dài hay cặp với đại gia. Chúng ta thì không phải đại gia thì đừng bao giờ mong sở hữu chân dài nhá. Mọi người nói thế là mọi người thôi nhá.
Chào mọi người nhá, chúc mọi người ngày mới vui vẻ nhá. Ok.